Em có những con súp điện này, như con này con súp điện bát bát này bát 30, hàng sạc pin Vega, nó rất là to anh em này. Còn đây cũng là sạc pin Vega này. Đó anh em thấy không? Bát này bát 30 luôn nha. Ủa những con bát này đánh như bom anh em ạ. Ở đây cũng là súp, đây cũng là súp sạc pin Vega. Về được mấy con? Đó, một con đây ha. Đây đây là cặp loa BMB hàng của Nhật xịn đây. BMB này là mã màu đen bao nhiêu? Đây là model CSX21R, con này đang để ngược nha anh em. Đó, BMB hàng Nhật xịn luôn. Bát 20 và một loa chép. Cặp này giá cũng có 3 triệu ngoài một cặp à. Karaoke cũng tương đối là khá 200 tầm tiền. Còn đây là cặp JBL. JBL bát 25 đôi, em là về thêm 2 đôi nữa. Hôm qua em khui 2 đôi bán hết rồi, hôm nay là về thêm 2 đôi như vậy nữa. Giá là 15 triệu một cặp nha. Trong kia một đôi nữa, nó cho tay em chỉ này, một đôi đó nữa. Đó. Đây một đôi này. Và xem lên là những con âm ly. Âm ly này là âm ly nghe nhạc. Có những con âm ly công suất lớn, anh em có thể ghép vang số hoặc là vang cơ vô để hát karaoke luôn. Một dàn âm ly em đang phơi nắng cũng như là vệ sinh xịt bụi rồi mới giao cho các bác nha. Đây một dàn âm ly này. Đó. Rồi xem bên đây là những dàn loa. Loa này loa JBL. Rất là đẹp. JBL này em cũng vừa về tới, tình trạng nó đang dính dơ. Dính dơ này, rất là dơ, rất là bẩn. Em sẽ vệ sinh cũng như là tút tát sạch đẹp sạch sẽ hết rồi lên riêng một cái clip cho cái cặp loa này. Đây là loa full JBL nằm bên trên và loa sub JBL nằm phía dưới. Sub này là sub đô 40, còn full là full 40 đơn. Sub là sub 40 đôi nha. Hai cái bát nằm bên trong ấy quý vị. JBL đẹp quá. Là một bộ của nó đây. Này, em soi này. Đã một bộ của nó đây nha, rất là đẹp. Ở bên đây là những con loa EV hàng karaoke này. Hiện tại em chỉ quay sơ sơ thôi, em quay sơ sơ cho các bác năm đó một ít hàng bên em. Rồi có quan tâm đến mặt hàng nào này, để lên Zalo nha, em sẽ gửi hình qua trang, gửi hình cũng như là full ra cho các bác xem. Đây là loa EV bát 40, một chiếc kèn bên trên. Đây phía đây là một cặp sạc pin Vega này, con này sạc pin Vega. Này sạc pin Vega nó quý vị này, đó, sạc pin Vega nha. Vừa về tới luôn, con này cũng là bát 40, một chiếc kèn. Rồi phía đây là cặp loa loa Ebo. Đây là hiệu của nó đây. Đây là loa Ebo này. Bát 40 chụp kèm bên trong. Con này làm kẹo kéo hay là làm nhạc sống sự kiện gì chơi, một cặp full này cũng rất là to anh em ạ. To lắm rồi. Con 75 mà từ 190. Còn phía bên trong đây là những cặp loa JBL 834 à 8330. Đây. Đây là những cái cặp của nó đây này. Đó. JBL 8330. Những cái dòng này bên kho bái nha, rồi nó dính bụi đó anh em. Của California USA này, dòng xịn của Mỹ nha. Có một cái nút cần gạt. Gạt này gạt gì em cũng chưa thử nữa. Rồi đường dây ra loa này, ở bên kia họ cắt bằng dây luôn. Cắt dây. Em về được khoảng 14 cặp như thế này. 14 cặp nha, đây bên đây này. Đó, bên đây thêm một mớ nữa. Và cuối cùng là một con lọc điện. Lọc điện này khá là xịn sò. Đây, em sẽ mang vô đây quay. Đó, lọc điện này khá là xịn sò anh em này. Em quay sơ thôi, rồi em sẽ dành riêng ra những clip để em khui riêng ra từng món một cho anh em tham khảo nha. Đây là những con lọc điện, có cả đồng hồ. Đồng hồ báo đèn này, báo điện vô này. Còn những nút đèn ở đây. Đây là cầu chì, cầu dao. Còn phía sau của nó đây. Này, phía sau là đường ghim điện vô và đường vô. Đó, các kiểu nha. Rồi em về được ít hàng hôm nay. Rồi những đợt sau em về em sẽ quay tiếp nha. Rồi để chiều nay hoặc là ngày mai em sẽ khui một cặp hai cặp ra, dành riêng ra mỗi clip nha, để cho các bác xem cũng như tham khảo những cái dòng loa này. Đó, về được chừng mười mấy cục à. Có cặp JBL là đẹp quá này các anh em. Cặp JBL là đẹp quá đẹp. Đó, bắt đôi nha, đẹp quá đẹp luôn.